lời đầu năm vá viếng cho con trên quê hương khói lửa già mòn, ba vẫn miệt mài tháng chinh chiến, lắm biết rằng con chẳng được vui ngày đầu xuân sẽ vang tiếng cười. Mến chào tất cả mọi người. Hôm nay mình phối ghép một bộ karaoke một màu trắng tinh khiết, một màu trắng rất là đẹp, từ đẩy lo tới vang tới mic luôn. Mình setup bộ hát này cho những ai yêu thích màu trắng, màu tinh khôi, gồm có một con vang, vang số BF Audio Care 306DS+, một con đẩy Audio Blender H600. Hai con này màu sắc sơn mà giống EC hề nhau hả? Tuy là khác dòng khác giống nhưng mà chung một nhà, rất là đẹp. Đôi loa BB Bass ba tắc. Loa này là cái xương bass nó nhập từ châu Âu, bass tép nhập châu Âu, tép selection rất là đẹp, tiếng rất hay. Đôi loa này có giá 9,5 triệu. Đôi loa BB này có giá 9,5 triệu ha. Con vang số này có giá 2 triệu. Và con đẩy Audio Flank này có giá 5,5 triệu. Nếu mà ai mua trọn bộ combo này để chơi ấm khách hàng trong dịp Tết đến xuân về, cũng gần hết năm rồi không? Ai mà mua bộ này về hát trong dịp Tết này thì mình sẽ tặng cho cái mic BBS ha. Mic BBS model nó là K99 này, mang một màu trắng tinh khiết luôn không. Mic này cái tay mic nó làm bằng tay inox, không bao giờ xét kỹ hư không. Mic này có giá 800.000 nhưng mà ai mua trọn bộ này em sẽ tặng luôn, nhân dịp tri âm cuối năm cho khách hàng à. Cái bộ này mình cài đặt sẵn rồi, về chỉ hát thôi. Đây này, mình bật trước cái loa cho mọi người này ha, sát bên luôn ha, không có thấy ru rít gì hết ha. Không có thấy à. Lên 60 1 2 3 4 5 60. Đấy, sát bên vậy mà không có ru rít gì hết ha. Nên là cái vang số bộ karaoke mà đã phối ghép nó có rất nhiều yếu tố. Cái vang mà mua hay kiểu gì đi chăng nữa mà gặp người setup không ra gì thì cũng chẳng ra sao. Cho nên cái vang số cùi chuối X5 rồi vậy mà setup nó hát hay còn hơn X12 thì sao? Đấy là do cái người cài đặt, người setup họ có chuyên môn sâu thì họ setup mình hát nghe rất là dễ chịu, có gần loa nó cũng ít rú rít mic. Cho nên là người anh em nào mà đã mà lựa chọn những sản phẩm thì phải lựa chọn những cái đơn vị nó uy tín, nó phù hợp với mình, với túi tiền của mình mà. Thì đây mình cũng setup sẵn một bộ về anh em chỉ việc hát chơi Tết vui vẻ ha. Chỉ có một con đẩy, một con vang số với đội lò với mic có dây. Ai mua nguyên bộ combo này mình mới được tặng mic nha, chứ còn mua từng món thì không tặng mic đâu. Mua từng món thì mua món nào em bán món đó, mua món nào thì em bán món đó, chứ em chứ mua từng món mình nói tặng mic thì chết chết luôn. Rồi như vậy ha, ok anh em. Bây giờ ai có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ ý địa chỉ này ha. Mọi chi tiết thì cứ gọi điện thoại trao đổi với nhau trực tiếp cho nó dễ ha. Có muốn trao đổi gì thêm thì cứ gọi điện thoại vào đây, mình sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc cho các bạn. Rồi, mình kết thúc video clip ra tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn ha.